Suốt một năm chiến sự vừa qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình phản chiến ở châu Âu. Thậm chí là một số cuộc biểu tình còn biến thành bạo loạn khi mà chính phủ cố gắng dập tắt làn sóng phản đối của người dân trong việc ủng hộ Ukraine. Và mới đây nhất, cơn sóng ngầm này đã lan tới Mỹ với các cuộc biểu tình của người dân ở Washington phản đối chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục viện trợ Ukraine, đẩy cuộc chiến này leo thang. Cụ thể, ngày 19 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Washington, Mỹ, rất nhiều người dân đã tập trung ngay dưới đài tưởng niệm Lincoln để biểu tình phản đối việc nước này ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Trong đoàn người biểu tình, một số thành viên đã đem theo cờ Nga và cờ Xô Viết cũ để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với quốc gia này. Ngoài ra, họ cũng đem theo những biểu ngữ để phản đối như Biden là kẻ đánh bom Nord Stream, dừng tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, NATO hãy dừng nhúng tay vào Ukraine. Cách duy nhất để ngăn chặn họ là chúng ta sát cánh với nhau, cất lên những tiếng nói của mình và bảo họ hãy dừng lại. Sự kiện đáng chú ý này còn có sự mặt của nhiều nhân vật công chúng, nhà báo và các cựu chính trị gia, bao gồm cả một số cựu ứng viên Tổng thống Mỹ. Đoàn người biểu tình phản đối vai trò cỗ máy chiến tranh của Mỹ trong các cuộc chiến ở nước ngoài và kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine để tìm kiếm giải pháp ngoại giao, tránh việc đẩy cuộc chiến này lan rộng ra và gây nên những hậu quả khó lường. Người Mỹ cho rằng, thay vì dành tiền cung cấp cho Ukraine thì chính phủ nên dùng nó cho những vấn đề trong nước, đặc biệt là các vụ rò rỉ chất độc hại ở Ohio mới đây chẳng hạn. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ, bà Jill Stein, đã phát biểu trước đám đông biểu tình rằng ngay cả 100 tỷ đô la mà chúng ta đang chi để hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine cũng có thể giúp giảm thiểu một loạt các vấn đề trong nước. Chỉ tiêu quân sự này tiêu tốn các nguồn lực rất cần thiết ở quê nhà. 70.000 người chết mỗi năm vì thiếu bảo hiểm y tế, nửa triệu người vô gia cư vào bất kỳ đêm nào trên đường phố, 33 triệu đô la nợ sinh viên, 100 triệu đô la nợ y tế, 22 triệu trẻ em nghèo khổ. Một cựu ứng viên tổng thống khác là ông Dennis Kucinich thì có bài phát biểu nhắm vào vai trò của Mỹ trong vụ nổ đường ống Nord Stream vào năm ngoái. Ông cho rằng đây là hành động phá hoại của Mỹ, chứ không phải Nga như truyền thông vẫn nói trước đó. Theo ông, đây là hành động vi hiến, phá hủy các nguồn năng lượng cần thiết của hàng triệu người ở châu Âu trong mùa đông và sau đó thu lợi bằng cách bán năng lượng cho châu Âu với giá gấp 4 đến 6 lần. Ông Jimmy Dore, nhà phân tích chính trị và nhân vật truyền thông người Mỹ phát biểu rằng, bạn có biết là hôm nay chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này thông qua ngoại giao không? Nhưng các nhà chính trị của chúng ta muốn làm giàu cho các nhà sản xuất vũ khí, vì vậy họ tiếp tục viện trợ. Có thể thấy cuộc chiến này càng kéo dài thì người dân Mỹ càng mất dần sự kiên nhẫn của mình khi mà lợi ích của họ đang bị chính phủ đánh đổi để viện trợ cho chiến tranh. Một cuộc thăm dò mới nhất của Associated Press NORC cho thấy chỉ 26% người dân Mỹ ủng hộ việc Washington tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Theo dữ liệu của cuộc thăm dò, chỉ khoảng 1/4 người dân Mỹ tin rằng Washington nên tiếp tục đóng vai trò chính trong cuộc xung đột ở Ukraine. Hầu hết sự ủng hộ này đến từ những thành viên Đảng Dân Chủ. Chỉ 17% đảng viên Cộng Hòa muốn Washington viện trợ cho Ukraine, thấp hơn so với tỷ lệ 40% của đảng viên Dân Chủ. Một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa bao gồm Hạ nghị sĩ Max Gaetz của bang Florida và Thomas Massey của bang Tây Virginia đã kêu gọi ngừng viện trợ cho Kiev. Những quan chức này cho rằng chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden làm tăng nguy cơ xung đột với Nga và làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Washington. Hồi tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden từng cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine, chẳng hạn như xe tăng và máy bay, sẽ có nguy cơ dẫn đến Thế chiến 3. Tuy nhiên, sau đó ông đã ủng hộ một chương trình viện trợ của Mỹ cho Kiev trị giá 100 tỷ đô la. Và theo thời gian, các khoản viện trợ ngày càng tăng lên, chính phủ Mỹ đâm lao và phải theo lao. Họ không thể dừng lại. Theo CCTV, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, mặc dù các nước phương Tây tuyên bố không can thiệp trực tiếp vào xung đột, nhưng vẫn viện trợ vũ khí cho Kiev. Trong ngày 13 và 14 tháng 2 vừa qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg liên tiếp tuyên bố rằng khối này cần đẩy nhanh quá trình sản xuất đạn dược để đảm bảo cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Kiev. Cụ thể, ông Stoltenberg cho biết tốc độ tiêu thụ đạn dược hiện tại của Ukraine gấp nhiều lần so với tốc độ sản xuất của NATO. Kho dự trữ của các quốc gia thành viên NATO đang không ngừng cạn kiệt và NATO cần phải tăng tốc sản xuất để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong năm qua, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 1.600 tên lửa phòng không Vagvai Stinger và 8.500 tên lửa chống tăng Vagvai Javelin. Chủ tịch tập đoàn vũ khí Raytheon Technologies của Mỹ cho biết con số này tương đương với 13 năm sản xuất Stinger và 5 năm sản xuất Javelin.
Những con số khiến người Mỹ nóng mặt khi mà nhiều vấn đề trong nước vẫn chưa thể giải quyết vì thiếu tiền, nhưng lại dư tiền để đổ vào chiến tranh. Một trong số những mối lo ngại khác mà dư luận Mỹ quan tâm hơn cả vào lúc này là cuộc chiến sẽ còn leo thang đến mức độ nào nữa khi mà mới đây, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Putin đã có những tuyên bố cứng rắn, sẵn sàng đối đầu với phương Tây. Cụ thể, ông Putin khẳng định Nga đã chấm dứt hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ. Đây là bước hạn chế hạt nhân cuối cùng của Mỹ và Nga. Hiệp ước này chính là Hiệp ước New START, được ký ở Prague, Cộng hòa Séc năm 2010 và có hiệu lực từ năm 2011. Theo đó, New START sẽ đặt ra mức hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, đồng thời đặt ra mức hạn chế số lượng triển khai các máy bay ném bom, tên lửa phóng từ tàu ngầm và mặt đất vốn được dùng cho các đầu đạn này. Mỹ và Nga mỗi bên chỉ có thể triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân trong tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom. Nga hiện là nơi sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Và việc Nga chấm dứt hiệp ước New START sẽ là mối nguy hiểm với Mỹ, NATO và các nước đồng minh vì Nga có thể thoải mái phát triển, tăng thêm số lượng đầu đạn hạt nhân cũng như các phương tiện chiến đấu có thể mang phóng các đầu đạn này. Tuyên bố của Putin thực sự đã khiến phương Tây phải run sợ và anh cả Mỹ phải nhanh chóng lên tiếng trấn an đàn em của mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo khu vực phía đông của NATO và bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết giữa với các quốc gia trong một thời điểm vô cùng khó khăn như hiện nay. Ông cũng tuyên bố các quốc gia thành viên sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO và mô tả việc Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ là một sai lầm lớn. Trong cuộc hội đàm với các đồng minh NATO tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Tổng thống Biden đã khẳng định cam kết của Mỹ với an ninh của các quốc gia thành viên. Cụ thể, trong điều 5 quy định một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO được coi là một cuộc tấn công vào tất cả, đòi hỏi các quốc gia cần có phản ứng chung để đảm bảo an ninh khu vực. Đa số lãnh đạo các quốc gia tham gia hội nghị lần này đều bày tỏ mong muốn Mỹ và các nước tiếp tục bổ sung các nguồn lực và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, không phải tất cả thành viên nhóm B9 Bucharest 9 đều sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine, đặc biệt là Hungary, quốc gia đã phản đối một số biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga. Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, nước này là thành viên NATO chưa phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Tổng thống Biden khẳng định là sườn phía đông của NATO, các bạn là tuyến đầu trong hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta. Các bạn hiểu rõ hơn ai hết những gì đang bị đe dọa trong cuộc xung đột này, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với tự do của các nền dân chủ trên khắp châu Âu và trên toàn thế giới. Cam kết của Mỹ với NATO là hoàn toàn rõ ràng. Điều 5 là một cam kết thiêng liêng mà Mỹ đã đưa ra. Chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. Với các phát biểu mới đây của ông Joe Biden tại Kiev và Ba Lan, có thể thấy Tổng thống Mỹ đã đánh cược vận mệnh chính trị của mình vào kết cục của xung đột tại Ukraine và theo đuổi đường lối đối đầu toàn diện với Nga, bất chấp nguy cơ xung đột vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nha.